Em chào các bác. Hôm nay em tiếp tục bán cái vật tư hoa lan. Đây là các loại chậu và các loại vỏ thông. Giới thiệu qua các bác, đây là vỏ thông số 1. Vỏ thông số 1 nó khá là nhỏ, thường là người ta hay lấy về sử dụng cho cái việc giải mặt. Số 1 này em bán là 15.000 bao ship. Còn đây là số 1,5. 1,5 nó to hơn số 1 một tí. Cái này là xay ra. Đấy. Số 1,5 cũng 15.000, còn số 2. Số 2 nó to hơn. Đấy, số 2 là 16.000 bao ship. Em sẽ bao ship các đơn hàng từ 200.000 trở lên các bác nhé. Hoặc là 10 cân vỏ thông trở lên. Ở ba là phân dê. Đây. Phân dê em sàng phải sạch và quạt sạch lông, không có một cọng lông nào. Đấy, sau đó là ủ với cả lấm Chico de Ma. Đấy, chỉ có 15.000 một cân thôi, bao ship. Còn đây là giớn mảnh. Giớn mảnh này là em khai thác về là các bác chỉ việc về cầm dao băm ra thành từng miếng như vỏ thông. Cái này nó 2.000 cân bao ship. Nó đắt hơn vỏ thông nhưng mà nếu mà trồng thì lại rẻ hơn vỏ thông, bởi vì thứ nhất là cái độ bền của nó rất là lâu. Vỏ thông có thể mục nhưng cái này thì không thể mục. Hai nữa là cái này nó nhẹ hơn vỏ thông. Đấy, còn một loại là sản xuất từ cái vụn này ra là giớn cọng. Đấy, giớn cọng này 35.000 một cân. Giớn cọng này cũng rất là rẻ, rẻ hơn vỏ thông nhập khẩu, trồng phi điệp cũng rất là tốt. Đấy. Rêu xanh thì 35.000. Đá bọt là 20.000 một cân. Đá bọt là dòng đá nhẹ của Indonesia, được cho vào máy móc mài cạnh ngon thành cành đào. Em còn có thêm cả đá thấm thủy nữa. Đá thấm thủy nữa. Còn đây là các loại chậu. Chậu này là chậu giả gỗ 25. Em bán với giá là 8.000 một cái bao ship. Còn đây là giả gỗ 30. Đây là giả gỗ 20, em bán 6.000 bao ship. Đấy, giả gỗ 20 6.000 bao ship. Còn giả gỗ 30. Giả gỗ 30 em bán với giá là giả gỗ phi 30 em bán với giá là 11.000 bao ship. Đây là giả gỗ 30 đây, rất là to và rộng. Có thể trồng những chậu lan to. Còn một loại giả gỗ 35 là 17.000 bao ship. Đây là chậu gỗ nghiến phi 25 này, em bán là 70.000 bao ship. Nó có phi 20 là 60.000 bao ship và phi 30 là 80.000 bao ship. Đấy, chậu nghiến. Còn chậu nhãn thì nó sẽ là 45, 50 và 60. Chậu nhãn thì nó rẻ hơn. Đây. Chậu nhãn này thì nó chỉ có phi 25 chỉ có 50.000 nhưng mà phải bán từ 10 cái các bạn. Đấy, còn đây là lưới Nhật, khổ của nó là 1,8 x 5m1. Đây này, đây là 1,8 x 5m1. Cái này có thể giải lên và căng lưới ở những cái vị trí cao. Đấy, còn đây là chậu đài sen lâu. Đây là chậu đài sen lâu phi 30 em bán với giá là 14.000 bao ship. Trong lòng nó được khoảng 26 27. Còn đài sen lâu phi 25. Đài sen lâu phi 25 này em bán 12.000 bao ship. Đấy. Còn đài sen màu cam là 22.000 bao ship. Đây. Sen cam đỏ, sen đỏ này. Còn phi 25 thì vẫn là 13.000. Đây là chậu trồng địa lan hoặc lan kiếm, là chậu E28 là 6.500. E30 là 8.000. Còn đây là chậu đen là phi 25 là bây giờ là em bán là 12.000 một cái. Nếu mà lấy từ 20 cái là 10.000 bao ship. Cái này có thể trồng điệp và kiếm. Còn đây là chậu nhiều lỗ. Chậu nhiều lỗ em đang hết, chỉ còn chậu nhiều lỗ 17 này thôi. Chậu nhiều lỗ 17 này em bán với giá là 3.000 bao ship để ươm kỳ. Còn đây là giả đất phi 21, 7.000 bao ship. Đây là chậu. Ngoài bán chậu ra thì em còn bán cả móc. Móc của em thì em có loại móc cơ. Móc bọc nhựa. Móc bọc nhựa này là em bán với giá là 150.000 một bó. Một bó 50 cái đây. Đây là móc bọc nhựa. Cái này được 80 phân. Còn đây là móc inox loại 70 phân là 4.000, là 7.000 bao ship bẻ vai. Còn loại móc inox mét 2 này là 10.000 bao ship này. Đấy, bẻ vai. Còn một loại không bẻ vai là móc inox không bẻ vai là 4.000 một cái bao ship. Đấy. Một bó của nó 50 cái là 200.000. Còn đây là móc kẽm thường đây. Móc kẽm thường có giá chỉ có một bó 50 cái như này chỉ có 100.000 bao ship. Đấy, đấy là móc kẽm thường, móc bọc nhựa. Đấy, phân thuốc vật tư hoa lan thì em cũng có hết.
Thế nên em bán chậu đúng không cả các bác?